Vâng, vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại cũng là thói quen của không ít người hiện nay, dù hầu như ai trong chúng ta cũng biết rằng là việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Cả ở Việt Nam cũng như là trên thế giới thì đã từng ghi nhận nhiều trường hợp người dùng bị điện giật hoặc là điện thoại phát nổ gây thương vong do vừa sạc vừa dùng. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là tại sao khi dùng điện thoại trong lúc sạc thì có thể gây chết người. Về thiết bị sạc, nếu đúng chuẩn, điện áp đầu ra rất thấp, chỉ khoảng 5V, không thể gây giật hay là gây chết người. Song khi chúng ta dùng thiết bị không đảm bảo hoặc là khi chúng bị hư hỏng, phần đầu ra có thể được nối thông điện với phần đầu vào. Như vậy, điện áp đầu ra sẽ chính là điện áp nguồn 220V. Khi đó, ngoài khả năng gây cháy chập điện thoại do điện áp cao, người dùng cũng có thể bị điện giật nếu chạm vào điện thoại, nhất là khi tay bị ướt. Chỉ một vài giây chủ quan, người dùng có thể phải trả những cái giá rất đắt, thậm chí là bằng cả tính mạng. Ngoài ra thì nếu pin điện thoại không đạt chuẩn kết hợp với sạc không đạt chuẩn, theo thời gian sẽ bị phồng lên đến một mức nào đó thì sẽ vượt qua giới hạn bền của vật liệu bọc pin, sẽ làm cho viên pin bị phát nổ. Khi đó thì người sử dụng sẽ chịu các chấn thương ngoài da như là bị bỏng hay là cháy da. Sự cố nổ pin xảy ra ở gần cơ thể còn gây tác động chấn thương cơ học. Hiện nay có rất nhiều thiết bị sạc pin trôi nổi, các hàng dởm, hàng nhái ở trên thị trường và không đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng, gây nguy hiểm cho người sử dụng. Thank you.